biểu và các đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị thực hiện chương trình xúc tiến thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác nhập khẩu cho các sản phẩm nhãn. Cục xúc tiến thương mại phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2021 từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7. Xin chào các vị đại biểu, các vị quý nhân, 大家好. 实施2021年国家级的贸易促进计划，以支持促进越南企业寻找龙眼产品的进口企业。贸易促进局与越南驻外的商务机构组织了2021年越南龙眼产品国际网商交易会，从7月15号到16号。 Trong hai ngày qua đã có rất nhiều cuộc giao thương được diễn ra giữa gần 30 doanh nghiệp Việt Nam từ các tỉnh thành phố như An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Sơn La, Tiền Giang với gần 70 các nhà nhập khẩu nước ngoài đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, Pháp, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc. 两天来，近30家越南企业来自安江、宾之、平阳、同大、河内、胡志明市、信安、三罗等省市，已跟进70家外国企业来自德国、荷兰、美国、印度尼西亚、马来西亚、法国、日本、新加坡、中国等。 Trong khuôn khổ hội nghị này, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài tổ chức phiên tư vấn để hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam cách thức đưa các sản phẩm nhãn Việt Nam xuất khẩu thành công sang các thị trường nước ngoài. Tại bản sư hội nghị của khoang gia này, Mao Y Chu Jin Chú Yu Yue Nan Hải Ngoại Sang Wu 和贸易促进组织合作举办了咨询会议，以便指导越南企业如何将越南龙眼产品向国外市场成功出口。 Đến dự phiên tư vấn ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. 参加今天会议，越南代表会请介绍越南三罗省副省长阮成功先生。 Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam. 越南贸易促进局局长吴国富先生。 Các đồng chí tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài. 越南驻外的各位商务参展同事。 Về phía nước ngoài, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Dư Tâm Thâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Ôn Châu. 外国代表会请介绍。 Recording in progress. Bà Hứa Tiểu Xuyên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa quả Trung Quốc, Đông Nam Á, khu vực Bằng Tường. 中国广西平祥市中国粮盟水果协会徐小川女士。 Cùng đại diện các vị khách quý, quý vị các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản thực phẩm. 以及出席在今天会议的各位贵宾越南企业。 Mở đầu hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Xin kính mời ông. Hội nghị khai mạc, yêu cầu Việt Nam Mao Y Chu Jin Chú Chú Trang, Vũ Bá Phú Sian Sơn phát biểu, chân trị tự yêu cầu. Kính thưa ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, thưa ông Dư Tâm Thâm, họ dịch đồng thời là dịch đuổi. Dịch đuổi ạ. Tức là mình đọc một đoạn xong rồi.
Dương Tâm Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Ôn Châu, Oanh Châu. Bà Hứa Tiểu Xuyên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa quả Trung Đông, Trung Quốc Đông Nam Á, khu vực Bằng Tường. Các đồng chí tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu nhãn của Việt Nam. Tôn kính đại Sa Lê tỉnh phó tỉnh trưởng Đoàn Thành Công tiên sinh. Tôn kính đại Ôn Châu Quốc tế Mao Chu hội trưởng Yu Xin sinh. 先生, 尊敬的中国广西平祥市, 中国东盟水果协会副会长, 徐小川女士, 尊敬的各位越南, 驻外的商务参赞, 尊敬的各位代表, 各位来宾. Thưa quý vị, lời đầu tiên đại diện cho Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng đại diện của một số địa phương trồng nhãn, có quả nhãn của Việt Nam, các tổ chức, các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham dự phiên tư vấn hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2021 ngày hôm nay. 首先我代表猫醋局热烈欢迎各位代表贵宾越南龙眼中地区重地代表 越南和国外的各个组织和商业机构代表参加今天的2021年越南龙眼产品国际网上交易会. Thưa quý vị đại biểu, Việt Nam đang vào vụ nhãn, một loại trái cây đặc sản nhiệt đới được trồng phổ biến ở một số địa phương trên cả nước, thậm chí có những vùng chuyên canh rất lớn lên tới hàng chục ngàn hecta. Có đến cả chục giống nhãn khác nhau như là nhãn lồng Hưng Yên, nhãn Hương Chi, nhãn xuồng Cơm Vàng, nhãn Miền Thiết, nhãn Sông Mã, nhãn tiêu da bò của miền Tây, Nam Bộ, Việt Nam. Ngoài những loại nhãn trên, ở Việt Nam còn có một số loại nhãn được xếp vào hàng hiếm như là nhãn đường phèn, nhãn bắp cải, nhãn tím. Nhãn là một loại quả có vị ngọt, có thể ăn ngay ở dạng tươi, để khô hoặc chế biến thành nhiều loại đồ uống, thức ăn đa dạng, vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe. Chất lượng quả nhãn Việt Nam và các sản phẩm giá trị gia tăng từ quả nhãn ngày được nâng cao và được xếp vào hàng loại đầu thế giới. Việt Nam đang ở trong thời kỳ lồng yên, lồng yên là một loại trái cây nhiệt đới đặc sản, được trồng phổ biến ở một số địa phương, thậm chí có một số trồng chuyên trồng có diện tích tổng diện tích 达数万公顷, 龙眼有几十种不同的产品种, 如新安龙眼, 香池龙眼, 面切龙眼, 满和龙眼等等, 除了以上种类的龙眼, 在越南还有一些龙眼属于稀有品种, 如糖类龙眼, 白菜龙眼, 紫龙眼等。 龙眼是一种甜果，可鲜果直接吃或者晒干或者加工，成各种饮食和食品，既美味又健康。越南龙眼的质量和龙眼的附加值产品正在不断提高。 Ngoài việc tiêu thụ mạnh tại các thị trường trong nước, các sản phẩm nhãn Việt Nam đã được một số thị trường lớn và người tiêu dùng trên thế giới biết đến và đón nhận như là Trung Quốc, Australia, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Châu Âu, Trung Đông. Trong số các thị trường này thì Việt Nam đã được xuất khẩu nhãn tươi vào các thị trường có thứ hạng cao như là Australia, Mỹ, đáp ứng được các quy định của các nước nhập khẩu như là truy xuất nguồn gốc rõ ràng, sản xuất và xuất khẩu theo quy trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng, xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật, đáp ứng điều kiện nhập khẩu hoa quả tươi của nước nhập khẩu. Trước khi xuất khẩu được xử lý theo các biện pháp phù hợp và đảm bảo không có côn trùng gây hại. Điều này đồng nghĩa với việc là trái nhãn tươi xuất khẩu của Việt Nam đã được công nhận có chất lượng cao, khẳng định được thương hiệu trái cây của Việt Nam và hoàn toàn có thể tự tin lưu thông ở nhiều thị trường khó tính khác ở trên thế giới. 除了国内市场的强劲消费外,
Việt Nam lưu yên sản phẩm ý phê Trung Quốc, Âu Đà Lì Yà, Mỹ Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Mã Lai Sĩ Yà, Rửa Bẩn, Âu Châu, Trung Đông, Trung Đông, tầng sư chế ý xe chủ yếu sư chẳng hờ xeo phê trở sủa sủ chư hờ chia sâu. Tại chế xe sư chẳng chung, Việt Nam xin lưu yên chú khẩu đạo Âu Đà Lì Yà, Mỹ Quốc tầng hài minh khảo chiến tờ sư chẳng. 符合这些国家规定的标准要求，包括清晰可追溯、生产和出口流程达成质量要求、安正植物检疫，以便满足进口国新鲜水果的进口条件。在出口前就根据适当的措施进行处理，以确保没有 昆虫，这意味着越南出口的新鲜龙眼品质得到了认可，肯定了越南水果品牌可以自信的在许多其他挑剔的市场上流通。 Có thể thấy tiềm năng xuất khẩu quả nhãn tươi và các sản phẩm từ nhãn như là nhãn sấy khô, như là long nhãn, như là nước nhãn đóng lon của Việt Nam là khá lớn. Những địa phương có diện tích trồng nhãn quy mô tập trung của Việt Nam như là tỉnh Hưng Yên, Sơn La, Hải Dương và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất, tập trung phát triển các vùng trồng nhãn đạt tiêu chuẩn cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, lượng nhãn Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài còn khiêm tốn so với tiềm năng và cần nhiều giải pháp thực tiễn để phát triển. 可见越南出口鲜龙眼、龙眼和干龙眼、龙眼罐头汁等产品的潜力是相当大的。越南龙眼种植区集中的地方，比如新安、乐山、海阳、西部一些省份，越来越完善技术和生产工艺。 全力发展符合对外出口标准的授予代码种植区。然而，与潜力相比，越南龙眼出口到国外的数量仍然不多，需要许多确实可行的解法来发展。 Thưa quý vị đại biểu, Cục Xúc tiến Thương mại luôn coi công tác hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm. Trong đó, Cục Xúc tiến Thương mại đặc biệt chú trọng hoạt động giao thương kết nối, tiêu thụ, chủ động đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối đa dạng trong cả nước và quốc tế, gắn kết việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua các chương trình lớn của Chính phủ, của Bộ Công Thương để thúc đẩy sản xuất trong nước, phát triển theo quy mô lớn, đem lại lợi ích thiết thực cho người sản xuất và người tiêu dùng. 贸易促进局一直将支持当地企业视为一项常规和中心任务。贸易促进局特别关注贸易活动，连接供需，主动将越南农产品引入国内外多元化的分销体系，确保稳定货源，通过政府和工商部的中大计划。 促进大规模生产发展，为生产者和消费者带来实现实利益。 Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể ra nước ngoài giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu xu hướng và các yêu cầu của thị trường nước ngoài. Nhiều thương nhân, nhà nhập khẩu cũng đã không thể sang Việt Nam trực tiếp giao dịch với các nhà vườn trồng nhãn của Việt Nam. Vì vậy cho nên là tại phiên tư vấn ngày hôm nay, Cục Xúc tiến Thương mại mong muốn các cơ quan xúc tiến thương mại của Trung Quốc, các đồng chí tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các nhà đại diện nhập khẩu của nước ngoài sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu tư vấn cho các doanh nghiệp, các địa phương trồng nhãn và các doanh nghiệp xuất khẩu nhãn của Việt Nam, cách thức đưa các sản phẩm nhãn của Việt Nam thành công vào thị trường nước sở tại. 在世界非COVID-19疫情复杂发展的背景下，许多越南企业无法出国介绍产品和了解国外市场的趋势和需求。
许多国外贸易商和进口商也无法来越南，直接与越南龙眼种植者接触。在今天的咨询会上，贸易处进局希望中国贸易促进机构越南驻外贸易参见参战和外国进口商代表跟越南龙眼种植地和越南龙眼出口企业分享宝贵经验，从此如何成功将越南龙眼产品出口到各个外国市场。 Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 值此之际，我衷心感谢各位代表和嘉宾的出席，祝各位健康、快乐、成功。 Cuối cùng, tôi xin đặc biệt cảm ơn ông Dư Tâm Thâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Ôn Châu của Trung Quốc, CCIP đấy, của Trung Quốc, và vì đã hỗ trợ cũng như là hợp tác rất là hiệu quả và nhiệt tình với Văn phòng Xúc tiến Thương mại của Việt Nam tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc thời gian qua. Và chúng tôi rất là mong muốn rằng là vào một cái dịp thích hợp trong thời gian tới, khi mà chúng ta cả hai nước đã khống chế được dịch COVID-19, thì rất là mong muốn là đón đoàn doanh nghiệp thương mại đầu tư của Ôn Châu ở Trung Quốc sang giao lưu, giao thương và tìm kiếm cơ hội kết hợp hợp tác thương mại và đầu tư với các doanh nghiệp và các đối tác của Việt Nam ở các địa phương trên cả nước. 在此，我也非常感谢于先生先生温州国际贸促会副会长已经热烈帮助越南驻华的贸易处办公室。 来支持我们，促进这些活动，也希望疫情结束后可以欢迎中国温州企业来越南温候，还有寻找许多投资机会的，非常感谢。 Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam rất là mong muốn là tăng cường hợp tác với lại Ủy ban Xúc tiến Thương mại của Ôn Châu Trung Quốc trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái hoạt động là giao thương, thương mại đầu tư cũng như là cái hoạt động xúc tiến thương mại và triển lãm hỗ trợ ở trên cả địa bàn của hai quốc gia. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe cái phần trình bày của tôi và xin chúc quý vị mạnh khỏe, an toàn trong vượt qua COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn. 我们希望越南和中国温州之间的关系越来越密切，经常往来，把两国之间的展览会活动等 促进贸易活动经常进行，非常感谢各位的关注，谢谢。 Xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Bá Phú. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La giới thiệu về quả nhãn sông Mã Sơn La. Xin kính mời ông. 非常感谢武国富先生，接下来要请越南沙乐省副省长阮成功先生关于马和龙眼的推荐。 Thưa đồng chí Vũ Bá Phú, cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương,
Kính thưa các vị đại biểu, đại diện các văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc, Bỉ và EU. Kính thưa các vị đại biểu khách quý tại các điểm cầu của hội nghị. Trước tiên, thay mặt tỉnh Sơn La, tôi xin được chúc quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc và bình an. 尊敬的貿促局局長伍伯富先生，尊敬的越南駐中國比利時和歐盟貿易促進辦公室代表，尊敬的各位嘉賓，首先我代表省人委會領導祝各位健康幸福。 Kính thưa các vị đại biểu, tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Bắc, với diện tích tự nhiên 14.174 km², dân số khoảng 1,2 triệu người và có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Bên cạnh đó, Sơn La có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 364.000 ha, trong đó có khoảng 97% là đất có độ dốc, tầng đất khá dày kết hợp với khí hậu cận ôn đới, mát và trong lành. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây ăn quả, cho ra sản phẩm quả thơm, ngon, ngọt, chất lượng cao và trở thành các sản phẩm đặc sản của tỉnh Sơn La. Sơn La tỉnh là một tỉnh có khu vực biên giới và biên giới, nằm ở trung tâm của khu vực phía Bắc, tự nhiên diện tích 14.174 平方公里，人口约120万，共有12个民族聚居。此外，散落的农业生产用地面积超过36.4万公顷，其中约97%为破堤土层浇后，加之爽凉快。清鲜的亚温带气候是农业发展的理想条件，特别是果蔬生产的香甜优质的水果已成为全省的特产。Phát huy những tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, tỉnh Sơn La đã triển khai phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đã triển khai hàng loạt các chính sách có hiệu quả để thu hút đầu tư vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ yếu của tỉnh. Do đó, tỉnh Sơn La đã đạt được một số kết quả cụ thể. Sơn La đã trở thành tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc tính đến đầu năm 2021. Tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh Sơn La đã đạt 78.000 ha, sản lượng quả đạt 448.000 tấn. Phát huy thổ địa và khí hậu tiềm lực ưu thế, ưu thế, Sơn La tỉnh tại tỉnh nội đa lực phát triển nông thực vụ, sinh chủ, thủy sản phẩm, gia công và tiêu thụ an toàn nông sản phẩm và thực phẩm. 同时，对全省主要农产品的生产、保鲜、加工、消费和出口实施了一系列有效的招商引资政策，因此，三窝省取得了一些具体的成果。三窝已成为北部果蔬种植面积最大的省份，到2021年。 山茶树和果蔬的总面积预计 7.8 万公顷，产量预计 44.8 万吨。Toàn tỉnh đã được Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấp 181 mã số vùng trồng với tổng diện tích 4.700 ha cây ăn quả để phục vụ cho xuất khẩu. Có 37 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong đó, tổng mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường của Trung Quốc 139 mã với 4.271 ha. Mã số vùng trồng cây ăn quả được cấp để xuất khẩu sang thị trường Úc, Mỹ, EU là 51 mã với diện tích là 430 ha. Các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Sơn La đã được đăng ký nhãn hiệu nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước và được các nước biết đến
như Na Dai Sơn La, xoài tròn Yên Châu, cà phê Sơn La, nhãn Sơn La. Quyền sản bị chỉ bảo chú ý sâu ủy 181 个种植代码出口果蔬总面积4700公顷，有37个出口包装设施，其中中国出口的种植代码总数139个，面积4271公顷，出口澳大利亚和美国的种植代码为51个，面积430公顷。三罗省的强势农产品已注册商标，很多产品的品牌在全国有名，如奶油苹果、扬州原芒果、三罗咖啡、马和龙眼。năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất khẩu hàng hóa bị ảnh hưởng khá mạnh. Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt trên 112 triệu USD. Trong đó, giá trị nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt 104 triệu USD. Nông sản của Sơn La đã tạo được thương hiệu mạnh tại thị trường trong nước và đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, UAE, Nga, Mông Cổ. Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các thị trường xuất khẩu lớn của tỉnh Sơn La như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang được phục hồi khá tốt. Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 72 triệu đô, tăng 35% so với cùng kỳ của năm 2020. Trong đó, giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu đã đạt 61,9 triệu đô. 2020年在 COVID-19 新冠肺炎影响下，货物出口受到强烈影响，出口总值约 1.12 亿美元，比2019年下降 29%， 其中产品和食品出口总值 1.04 亿美元，占出口货物总值的 93%。 三罗农产品在国内市场创下了名牌，向16个国家出口，比如美国、澳大利亚、英国、法国、日本、韩国、中国等。2021年新冠肺炎情况依然复杂，但是美国、欧盟、日本、韩国、中国等三罗省的主要出口市场在疫情过后恢复得很好。2021年前六个月，三罗省的货物出口总值估计为7200万美金，比2020年同期增长 35.8%， 其中农产品和食品的出口价值达到6190万美元，比2020年同期增长 23%。 Kính thưa các quý vị, phát huy tiềm năng lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh, từ năm 2015, Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả, trong đó đã chỉ đạo tập trung lựa chọn những giống nhãn tốt, chất lượng cao như nhãn chín sớm PHS99-1, PHS99-2.1, giống nhãn chín muộn, nhãn chín sớm để đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến nay, tỉnh Sơn La đã có trên 19.000 ha nhãn, trong đó đã có khoảng 12 ha nhãn cho thu hoạch. Sản lượng dự kiến năm 2021 đạt 112.000 tấn. Thời vụ thu hoạch từ tháng 7 cho đến kết thúc tháng 9 năm 2021. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cấp mã số vùng trồng cho 2.246 ha
với sản lượng đạt 22.000 tấn để phục vụ cho xuất khẩu. Cơ quan, vì là phát huy toàn tỉnh khí hậu, thổ nhưỡng, tiềm năng và ưu thế, 2015 năm y lại, tỉnh ủy 转换低销作品转成为有效果树，集中选择优良优质龙眼品种，如早熟龙眼品种 BHS 九九一、BHA 九九二点一、晚熟龙眼产品品种。BHM99-1.1 BHM99-2.1 到目前为止，三罗省龙眼面积已超过 1.9 万公顷，其中已收获约 1.2 万公顷，预计2021年产量将达到 11.2 万吨，收获时间为七月到九月，农业和农书发展部植保局已批准种植代码给2246公顷面积，产量近22,000吨，用于出口。Các sản phẩm nhãn của Sơn La đã được các doanh nghiệp, các hợp tác xã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đã sản xuất theo quy trình an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Do vậy, các sản phẩm nhãn Sơn La trong những năm qua, ngoài tiêu thụ thị trường trong nước, đã xuất khẩu được sang một số thị trường các nước như Mỹ, Úc, Hà Lan, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các sản phẩm nhãn của Sơn La có đặc tính quả to, ngọt dịu, cùi dày, vị thơm ngon đặc trưng và đã trở thành sản phẩm của tỉnh đặc sản của tỉnh Sơn La. Trong những năm qua đã khẳng định được uy tín, vị thế sản phẩm nhãn của Sơn La tại thị trường trong nước và thị trường một số nước xuất khẩu. Ngoài sản phẩm nhãn tươi, tỉnh Sơn La còn sản phẩm long nhãn với sản lượng khoảng 6.000 tấn trên năm, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. San Luo Long Yan sản phẩm do chỉ nghe hợp tác sở ứng dụng kỹ thuật sản xuất, an toàn an toàn lưu trình sản xuất, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn, ý biện quốc nội tiêu thụ và xuất khẩu. Nên từ những năm nay, San Luo Long Yan sản phẩm trừ là tại quốc nội thị trường tiêu thụ ngoài, hãy xuất khẩu đến đa cơ thị trường như Mỹ, Âu Đa Lý, Hà Lan, Anh Quốc, Pháp Quốc, Trung Quốc, đợt. San Luo Long Yan sản phẩm duy yếu quả đa, thiền thiền, quả râu hậu, khẩu cảm, xiên mệ, đợt thợ điện, ý chẳng với San Luo Sơn thợ sản. Chỉ nền lại, San Luo Long Yan sản phẩm tại quốc nội thị trường 以及一些出口国的市场已经肯定了信誉和地位。除了鲜龙眼产品外，三罗省还有龙眼制品约6,000吨一年，确保标准质量卫生安全，以便达成国内和出口市场的要求。Kính thưa quý vị, tại hội nghị này tỉnh Sơn La trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ bố trí thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La để tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nhãn trong niên vụ năm 2021. Tỉnh Sơn La cam kết hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm, kết nối và tiêu thụ sản phẩm nhãn trong niên vụ năm 2021. Đề nghị Cục Xúc Tiến Thương mại, các thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh Sơn La tham gia vào các sự kiện quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm nhãn tại thị trường trong nước và xuất khẩu.
Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Cảm ơn. 各位此次会议上，三个省期待国内和国外企业安排时间研究与三个省企业合作社联系来收购和出口龙眼产品。三个省致力于支持和创造一切有利条件，帮忙各个企业研究、 调查、连接、消费和出口2021年龙眼季节，期待贸易促进局越南驻外贸易促进办公室代表和企业支持三个省参加推销活动，以龙眼产品在国内和出口市场促进消费。最后，祝大家健康幸福。 Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thành Công. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Dư Tâm Thâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Quảng Ôn Châu, trình bày về một số vấn đề cần lưu ý khi kinh doanh nhãn với thị trường Chiết Giang, Trung Quốc. Xin kính mời ông. 非常感谢阮成功先生，接下来要请中国浙江省温州国际贸促会副会长于先生先生就浙江市场经营龙眼须知的发表讲话。要请尊敬的吴国副局长、阮成功副省长、赵翠娥首席代表陈玉军参赞，女士们、先生们。 很高兴受邀参加本次会议。首先，我代表温州市贸促会，温州是国际商会，祝会议取得圆满成功。他刚才没有听到吗？翻译。不好意思，你可以再重新来。对对对。 尊敬的吴国副局长、阮成功副省长、赵翠娥首席代表、陈玉军参赞，女士们、先生们，很高兴受邀参加本次会议。首先，我代表温州市贸促会，是国际商会，祝会议取得圆满。各位贵宾、各位领导，很荣幸今天参加本次国际龙眼产品。Xin lỗi ạ, em xin lỗi, em dịch tiếng Việt. Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các quý doanh nghiệp, tôi rất vinh dự được Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam mời tham dự hội nghị trực tuyến về chủ đề Hội nghị Giao thương Quốc tế Sản phẩm Nhãn Việt Nam 2021 ngày hôm nay. Hy vọng rằng thông qua buổi giao lưu trực tuyến này sẽ giúp các bên nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin tưởng và hợp tác, thúc đẩy thương mại hoa quả ngày càng phát triển. 在温州贸促峰会场参加会议的还有是进出口食品商会，是土产畜产品对外贸易有限公司，是蔡篮子集团有限公司，全球商品贸易港，温州市水果批发交易市场，温茂通跨境电商有限公司等，共17家企业商户以及贸易平台的负责人。从今天上午开始，我们的企业 Vâng ạ. Hôm nay còn có 17 doanh nghiệp và đại diện các sàn giao dịch như Phòng Thương mại xuất nhập khẩu thực phẩm Ôn Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoại thương NNA Ôn Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Chai Lán Dư Ôn Châu, Cảng giao dịch hàng hóa toàn cầu, chợ bán buôn hoa quả Ôn Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử xuyên biên giới Ôn Châu.
Bắt đầu từ sáng nay, các doanh nghiệp của chúng tôi đã tiến hành giao thương trực tuyến với các quý doanh nghiệp và chúng tôi hy vọng rằng những kết nối này sẽ đạt được những hiệu quả đáng kể. Quỳnh Ngân em dịch tiếp đi. Vâng ạ. Người Ôn Châu nổi tiếng về kinh doanh, công thương nghiệp phát triển đã giúp cho kinh tế Ôn Châu trở nên phồn vinh, tư bản dồi dào, từ đó dân trí được nâng cao, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng đa dạng, nhu cầu đối với trái cây nhập khẩu, đặc biệt là trái cây nhiệt đới từ Đông Nam Á ngày càng tăng lên qua từng năm. Trong đó có thể kể đến thanh long, xoài, nhãn cũng như các loại nông sản Việt Nam chất lượng cao. Ôn Châu có một nền... Em vẫn dịch tiếp chứ ạ? Em cứ dịch bình thường đi. Em dịch hết bài ạ. Ôn Châu có một nền tảng nhất định trong việc phát triển thương mại nông sản quốc tế. Về mặt doanh nghiệp, chúng tôi có hơn 7.000 doanh nghiệp thương mại có quyền xuất nhập khẩu. Về lĩnh vực hậu cần và kho bãi, chúng tôi có tuyến hàng không và đường biển vận chuyển thẳng từ Ôn Châu đến cảng Hải Phòng và tuyến hàng không vận chuyển thẳng từ Ôn Châu đến Đà Nẵng. Về nền tảng, khu ngoại quan tổng hợp Ôn Châu đã thực hiện các chức năng như kho ngoại quan hàng hóa, thu mua quốc tế, phân phối và chuyển phát, trung chuyển quốc tế, trưng bày hàng hóa. Ngoài ra, chúng tôi còn có hàng loạt các chính sách ưu đãi kinh tế và thương mại quốc tế. Ôn Châu có một lượng lớn thương nhân Hoa Kiều ở nước ngoài. Riêng Đông Nam Á đã có 35.000 Hoa Kiều. Thương nhân Ôn Châu đã mở một khu công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang. Ngày 9 tháng 1 năm 2013, cảng nhập khẩu trái cây nhập khẩu được chỉ định ở Ôn Châu đã thông qua sự chấp thuận chính thức của quốc gia và trở thành cảng nhập khẩu trái cây được chỉ định đầu tiên được phê duyệt trong khu kiểm tra và kiểm dịch Chiết Giang. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu trái cây nhập khẩu cho hơn 10 triệu người dân địa phương, còn có thể cung cấp cho miền Nam Chiết Giang, miền Bắc Phúc Kiến, Đông Giang Tây, Tây An Huy và các khu vực khác. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, một lô thanh long nhập khẩu từ Việt Nam theo tuyến Việt Nam-Thái Lan được vận chuyển trực tiếp trong 50 giờ trên biển cập cảng Ôn Châu. Em đọc hết đến cái đoạn này xong là để cho ông ấy, ông em nói mời, xem đến đâu. Em mời ông nói. Tổng trọng lượng của lô thanh long này khoảng... Tôi đã... Em mời ông nói đi xem nào. À, ông ấy lại vào... Hey, ni hao. Hey. 现在可以继续啊。好，请继续。温州人已经商出名，发达的工商业使温州经济繁荣，民间资本雄厚，人民思想开放，对提升生活品质有着更为丰富多样的追求。对进口农产品，尤其是东南亚热带水果的需求量逐年上升，其中就包括优质的越南 Người Ôn Châu nổi tiếng về kinh doanh, công thương nghiệp phát triển đã giúp cho kinh tế Ôn Châu trở nên phồn vinh, tư bản dồi dào, từ đó dân trí nâng cao, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng đa dạng, nhu cầu đối với trái cây nhập khẩu, đặc biệt là trái cây nhiệt đới từ Đông Nam Á ngày càng tăng lên qua từng năm, trong đó có thể kể đến thanh long, xoài, nhãn cũng như các loại nông sản Việt Nam chất lượng cao. 温州在开展农产品国际贸易方面具有一定的基础，企业方面我们有具有进出口权的贸易型企业7000多家，物流仓储方面我们有温州到越南海防的直达海运航线和温州到越南岘港的空中直达航线等。平台方面，温州综合保税区实现了货物保税存储国际采购、分销和配送、国际中转商品展示等功能。 此外，我们还具备一系列的国际经贸优惠政策。温州有丰富的海外温商温侨资源，仅在东南亚就有 3.5万温州华侨。温商在越南潜江省开设了工业园区。2013年的1月9日，温州进口水果指定入境口岸通过国家正式验收，成为浙江检验检疫区第一个获批的进口水果指定口岸。 除了满足本地近千万人口的需求外，还具备辐射浙南、闽北、赣东、皖西等区域的能力。2020年6月24号，
一批越南进口火龙果通过粤泰线，从越南出发，在海上漂移50个小时，直达温州港。这批火龙果总重有18.9吨，是温州全球商品贸易港开业以来的首单进口到岸水果，也是温州港获批进口水果口岸以来完成的首单直航水果业务，到港后迅速的销售一空。 Ôn Châu có nền tảng nhất định trong việc phát triển thương mại nông sản quốc tế. Về mặt doanh nghiệp, chúng tôi có hơn 7.000 doanh nghiệp thương mại có quyền xuất nhập khẩu. Về lĩnh vực hậu cần và kho bãi, chúng tôi có tuyến hàng không và đường biển vận chuyển thẳng từ Ôn Châu đến cảng Hải Phòng và tuyến hàng không vận chuyển thẳng từ Ôn Châu đến Đà Nẵng. Về nền tảng, khu ngoại quan tổng hợp Ôn Châu đã thực hiện được các chức năng như kho ngoại quan, hàng hóa, thu mua quốc tế, phân phối và chuyển phát, trung chuyển quốc tế, trưng bày hàng hóa. Ngoài ra, chúng tôi còn có hàng loạt các chính sách ưu đãi kinh tế và thương mại quốc tế. Ôn Châu có một lượng lớn các thương nhân Hoa Kiều ở nước ngoài. Riêng Đông Nam Á đã có hơn 35.000 Hoa Kiều. Thương nhân Ôn Châu đã mở một khu công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang. Ngày 9 tháng 1 năm 2013, cảng nhập khẩu trái cây nhập khẩu được chỉ định ở Ôn Châu đã thông qua sự chấp nhận chính thức của quốc gia và trở thành cảng nhập khẩu trái cây được chỉ định đầu tiên được phê duyệt trong khu kiểm tra và kiểm dịch Chiết Giang. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu trái cây nhập khẩu cho 10 triệu dân người địa phương, còn có thể cung cấp cho miền Nam Chiết Giang, Bắc Phúc Kiến, Đông Giang Tây, Tây An Huy và các khu vực khác. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, một lô thanh long nhập khẩu từ Việt Nam theo tuyến Việt Nam-Thái Lan được vận chuyển trực tiếp trong 50 giờ trên biển cập cảng Ôn Châu. Tổng trọng lượng của lô thanh long này khoảng 18,9 tấn. Đây cũng là đơn hàng hoa quả đầu tiên của cảng thương mại hàng hóa quốc tế Ôn Châu, cũng là đơn hàng đầu tiên kể từ khi cảng Ôn Châu được chấp thuận cho phép nhập khẩu trái cây và nó nhanh chóng được bán hết sau khi cập cảng. Tại 今天的对接会上，我们了解到越南新安省有许多优质的水果，包括龙眼、蜂蜜、荔枝、 橙子、香蕉，我们预计这些产品在温州都会有一定的市场需求。我们期待优质的农产品进入温州市场，并取得骄人的销售业绩。在这里离不开四方面的条件：第一是要满足品质优质稳定的条件，并且通过中国检验检疫和疫情防控的有关标准；二是 要打造自身的品牌，培育市场识别度和更大的需求度；三是促进产品深加工，在生产环节加强技术应用，提高存储的能力，推出罐装、干制、果汁等衍生产品；四是找到合适的贸易伙伴，共同开拓市场。我们贸促会欢迎并愿意与越南工贸部杭州贸易促进办公室一道， 为越南农产品出口企业与温州农产品进口企业和平台牵线搭桥，充分利用温州的系列优势和基础条件，加大越南农产品进口，打造浙南地区、东南亚农产品的展销窗口。 通过các buổi giao thương, chúng tôi nhận ra rằng tỉnh Hưng Yên có rất nhiều loại trái cây nổi tiếng như nhãn, long nhãn, vải, chín sớm, cam, chuối, nghệ, chiếm một thị trường nhất định ở Ôn Châu. Chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao sẽ vào thị trường Ôn Châu và đạt được hiệu quả bán hàng ấn tượng. Có bốn điều kiện không thể thiếu ở đây, bao gồm: một là đáp ứng các điều kiện về chất lượng cao và chất lượng ổn định, vượt qua kiểm tra và kiểm dịch của Trung Quốc. Thứ hai là xây dựng thương hiệu riêng của mình để nâng cao sự công nhận của thị trường và mở rộng nhu cầu lớn hơn. Thứ ba là thúc đẩy chế biến sản phẩm chuyên sâu hơn, ứng dụng công nghệ trong quy trình sản xuất, nâng cao khả năng bảo quản, đưa ra thị trường các sản phẩm mở rộng như nước trái cây đóng hộp, sấy khô. Thứ tư là tìm đối tác thương mại phù hợp để cùng phát triển thị trường. Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Ôn Châu hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với Văn phòng Xúc tiến Thương mại Hàng Châu, Bộ Công Thương Việt Nam để kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam với các doanh nghiệp và nền tảng kết hợp nhập khẩu nông sản Ôn Châu, tận dụng hàng loạt lợi thế của Ôn Châu, tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam, tạo một cửa sổ triển lãm cho các sản phẩm nông nghiệp Đông Nam Á ở miền Nam Chiết Giang. Xin nhớ lại,
温州市贸促会与越南工贸部杭州贸易促进办公室联系紧密，互动频繁。2020年9月，贵办的首席代表随经贸考察团来温考察。2021年的3月，我会苏立胜会长带队赴贵办回访。4月22日，在 RCEP 与温启商机欧江论坛上，贵办做了越南经贸投诉专题推荐。我们期待以此为契机，促进我们在更多领域更加深入的合作。Trong những năm gần đây, Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Ôn Châu và Văn phòng Xúc tiến Thương mại Hàng Châu Bộ Công Thương Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và giao lưu thường kỳ. Vào tháng 9 năm 2020, trưởng đại diện Văn phòng Việt Nam đã đến Ôn Châu cùng với Phái đoàn Kinh tế và Thương mại để khảo sát. Vào tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Tô của chúng tôi đã dẫn đầu phái đoàn đến quý văn phòng để viếng thăm. Vào ngày 22 tháng 4, trong diễn đàn RCEP và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp Ôn Châu, quý văn phòng đã giới thiệu một chuyên đề đặc biệt về xúc tiến đầu tư kinh tế và thương mại của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng đây là cơ hội tốt để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hơn nữa của chúng ta. 最后, 祝会议圆满成功, 祝大家身体健康, 工作顺利, 祝各位企业家, 合作愉快, 生意兴隆, 谢谢大家. Cuối cùng, xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp, chúc các bạn sức khỏe dồi dào, công việc suôn sẻ. Chúc các doanh nhân hợp tác vui vẻ làm ăn phát đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ hữu ích của ông Dư Tâm Thâm. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Hứa Tiểu Xuyên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa quả Trung Quốc Đông Nam Á, khu vực Bằng Tường, chia sẻ về những tình hình, xu hướng và những nhu cầu tiêu thụ nhãn tại Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Xin kính mời bà. Phi chẳng cả xe, Yu Xin Sơn Xen Sơn, chia sẻ lái giao chỉnh Trung Quốc Quảng Xí Bình Sáng Sư Trung Quốc Đông Mấn Xuế Quả Xế Hội Phụ Huy Chẳng Xuy Xảo Chuan Nữ Sư Chiều Trung Quốc Quảng Xí Bình Sáng Lũng Yển Sao Phê Đợ Chính Khoang Phá Biểu Chẳng Hoa Giao chỉnh. Xin chinh đà, Cơ vị lĩnh đạo, 各位嘉宾及企业家朋友们，大家好！很有幸受到越南社会主义共和国工贸部贸易促进局邀请，参加此次直播2021年兴安市龙远及农产品供需对接会议。 希望通过指示直播对话交流，增进相互了解，加强互信合作，促进水果贸易发展繁荣。好的，我先翻译吧。嗯，好的，好的。kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các quý doanh nghiệp。 Tôi rất vinh dự được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam mời tham dự hội nghị trực tuyến chủ đề về Hội nghị Giao thương Quốc tế Sản phẩm Nhãn Việt Nam năm 2021 ngày hôm nay. Hy vọng rằng thông qua buổi giao lưu trực tuyến này sẽ giúp các bên nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin tưởng và hợp tác, thúc đẩy thương mại hoa quả ngày càng phát triển. Hào chỉnh chi suy. Sự yếu Trung Quốc Nán Đa Mấn Chí Sơn Đa Phình Sáng Sự Xuyến Quốc Sầu Gia 国检试验区首上地和国家进境水果指定口岸，从萍祥口岸进口的水果达30多种。2021年，萍祥市中国东盟水果协会销售龙眼50,000余吨，火龙果20多万吨，西瓜 10多万吨等等，把东盟各国的优质水果销售全国各地。 Được biết đến với cái tên cánh cổng phía nam của Trung Quốc, Bằng Tường là khu thử nghiệm kiểm tra cấp quốc gia đầu tiên của đất nước và cũng là cửa khẩu được chỉ định để nhập trái cây của quốc gia. Có hơn 30 loại trái cây được nhập khẩu từ cửa khẩu Bằng Tường. Năm 2021, Hiệp hội Trái cây Trung Quốc ASEAN thành phố Bằng Tường
sẽ bán hơn 50.000 tấn nhãn, hơn 200.000 tấn thanh long, hơn 100.000 tấn dưa hấu, mang trái cây chất lượng cao của các nước ASEAN tiêu thụ trên toàn quốc. Hào xin chi suy. Long yuan sản于中国南部地区，主产于福建、台湾、广西、亚洲南部和东南部也享有的栽培。我国鲜龙眼的主要进口来源是越南和泰国。鲜龙眼主要出口地为我国、香港、澳门地区和加拿大。龙眼干和龙眼肉主要出口新加坡、中国香港、马来西亚、日本和印尼等国。Long nhãn có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, chủ yếu ở Phúc Kiến, Đài Loan và Quảng Tây. Long nhãn cũng được trồng thường xuyên ở miền Nam và Đông Nam Á. Nguồn nhập khẩu nhãn tươi chính của Trung Quốc là Việt Nam và Thái Lan. Nhãn tươi chủ yếu được xuất khẩu sang Hồng Kông, Macau, Canada. Long nhãn khô và thịt nhãn chủ yếu được xuất khẩu sang Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và các nước khác. Nào, xin chi suy. Wo go long yan jin khao. Si xu da yi su khao. 龙眼产品出口潜力大，零关税正式实施和南向通道的开通，缩短了从泰国和越南进口的龙眼运输期。国外龙眼果肉厚，价格低，上市早，出口竞争力较强。我国鲜龙眼和龙眼干肉贸易将促进保持逆差，随着我国龙眼品质的提升，精深加工产品的不断研发，龙眼干和龙眼罐头的出口潜力大。Lượng nhãn tươi nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục vượt xuất khẩu và tiềm năng xuất khẩu của các sản phẩm long nhãn là rất lớn. Việc thực hiện chính sách miễn thuế và khai thông con đường phía Nam đã rút ngắn thời gian vận chuyển nhãn nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam. Nhãn ngoại có cùi dày, giá rẻ, có mặt trên thị trường sớm, có lợi thế cạnh tranh xuất khẩu, nên sản phẩm nhãn tươi và long nhãn khô của chúng tôi duy trì ở trạng thái nhập siêu. Cùng với việc chất lượng sản phẩm long nhãn của nước chúng tôi ngày càng được nâng cao và không ngừng nghiên cứu phát triển các sản phẩm chế biến chuyên sâu, tiềm năng xuất khẩu long nhãn khô và long nhãn đóng hộp là rất lớn. Cố này long nhãn sản lượng cũng bị ảnh hưởng, long nhãn xuất khẩu đang tiếp tục tăng trưởng, thế giới long nhãn sản xuất và tiêu thụ cao độ集中在亚洲国家，我国鲜龙眼的产量满足不了市场的需求。随着龙眼在保健品和药用上的价值开发，我国鲜龙眼和消费量将持续增加。啊，我的分享到此结束。最后。啊预祝本市的会议圆满成功，祝大家身体健康，事业顺利，阖家欢乐，谢谢大家。Sản lượng nhãn trong nước chúng tôi đang ở trạng thái cung không đủ cầu và tiêu thụ nhãn sẽ tiếp tục gia tăng. Việc xuất khẩu và tiêu thụ nhãn trên thế giới tập trung nhiều ở các nước châu Á. Sản lượng nhãn tươi của nước chúng tôi chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Cùng với sự phát triển, giá trị của long nhãn trong sắc các sản phẩm sức khỏe và chữa bệnh, việc tiêu thụ nhãn tươi ở nước chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng. Vừa rồi là bài phát biểu của tôi. Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể hội nghị dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà Hứa Tiểu Xuyên. Tiếp theo ban tổ chức
Xin kính mời các quý vị đại biểu theo dõi clip giới thiệu về nhãn của Sơn La. Phải chẳng cảm xe Xu Xiao Xuan. Nữ sĩ, chia sẻ lại, yào chỉ cơ vị quan trụ xa lúa lúng nhãn tờ sự phín. Tắt tiếng mình nhé. Không tắt được tiếng mình nhỉ? Clip mấy bao nhiêu phút? Clip dài thế cơ. Clip dài thế mà xem nó ấy lắm. Clip chỉ khoảng độ 2 phút chứ 2 phút thôi, hôm nọ đã bảo rồi. Khoảng hơn rồi. Một sản phẩm chỉ khoảng độ 50 giây là đấy, làm rất là đẹp thế nhưng mà mỗi độ là... Dài quá, xem một cái chán. Quả nhãn này trông mã nó đẹp nhỉ? Đẹp. Mã nó đẹp hơn mã Hưng Yên nhiều. Ừ. Còn thương lái là nhãn thế nào vậy bạn? 2020年全省水果在台面积8万公顷，约全国第二位。你听，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 
进口植物检疫中心向马江县龙眼转产区，先发出后正式序变号。针对疫情的是，马江龙眼已实现对美国、澳大利亚出口。这为马江乃至商流龙眼打造品牌形象、提高竞争力、创造前景胜利。 山河龙眼，特别是马江龙眼，品种优良，核小、肉多，质水足，保鲜又方便。企业界已前往上河省马江县进行实地考察，推动对美出口，并获得良好反馈。截至目前，上河省有62个龙眼专业合作社，获得越南良好农业规范证书，其龙眼栽培面积1000公顷，产量逾1.4万吨。
越南植物保护局一号接口植物检疫中心向上游省三十四个熔点转产区先发出口种植区编号准许出口到条例市场全省建立了六十二条绿色熔点产业链总产量逾一点四万吨上游省农业与农村发展厅责成植物栽培与保护分局在获得出口种植区编号的转产区引导种植户写种植日记 并按照出口国的要求进行栽培、采摘、出加工和保鲜。真正的产品，我们用它。本省农业，本省农业高科技手段进行有机农业，已经出口到我国各县专业合作社获得产区编号。过时，按规定获得国家质量权威机构认可。 为了解决农产品销路问题，上游省同步制定和开展配套政策措施，完善栽培、采收、加工和保鲜等环节，优先提高加工能力，并设置为具有突破性的关键环节。2016年至今，上游省吸引大量大型企业和集团投资建设农产品加工厂。另一方面，让工业扶持政策。 鼓励投资发展农业与农村，促进农产品加工业发展，促进实施引入农产品加工业大集团，打造协助生产基地，为商品农业发展注入强大动力。因此，大型农产品加工厂数量由2016年的28家提升到2020年的47家，生产规模日益扩大，技术也在进行不断的更新，加工制品。 更加丰富多样，满足出口标准。上游省政府将推动农产品出口明确为指导思想、总体思路、重点深入，因此成立了农产品加工与销售指导委员会，各地方政治动员机制成效显著，上游熔点推进活动纷纷举行。上游省人民委员会贯彻落实省委常务委员会的指导意见。 多次开会讨论疫情对经济增长的影响及对策，对农产品销售和出口情况进行深入分析。各地方将采取措施，尽力提升原料产区绿色发展水平，提高农产品出加工和保鲜能力，扩大国内市场的销售，基于信息技术，加大光伏力度及开拓传统市场的能力。按照农业部门的发展规划。 熔点栽培面积逐年增加，为了促进熔点和其他农产品的销售，上游省一方面设法促内销稳外贸，一方面推动农产品全产业链发展，以提高产品质量和市场竞争力。农业，你从大产业的生产环境提升，生产商品生产质量，然后大部分是从集中集中生产。 省政府就熔点商品生产作出明确指导，提出具体要求，即推进集中生产加工区建设，实现生产过程标准化，推动形成绿色生产方式，加强杂种优势利用，培育和推广高产优质的新品种，如早熟和晚熟熔点，在提高熔点单产和总产的基础上，发展出口熔点种植区和加工熔点种植区。 可以说，上游省农业已成功拓展国内外市场，打造自主品牌。此结果对上游省农业产业结构调整带来突破性进展，为当地民族同胞落实将销售和加工出口业务做大做强与发展水果产业相结合的主张政策，并增收致富注入动力。上游省特色农产品在越南农业地图上占有一席之地。 为上游省实现可持续发展做出应有的贡献。 Kính thưa các quý vị đại biểu, phần giới thiệu về nhãn của tỉnh Sơn La đã kết thúc phần 1 của phiên tư vấn. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đại biểu từ Trung Quốc đã dành thời gian quý báu chia sẻ những thông tin hữu ích cho chương trình. Kính mời các quý vị đại biểu Trung Quốc nghỉ và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Các quý vị đại biểu Việt Nam vui lòng tiếp tục ở lại phòng họp để tham gia phần 2 của chương trình.
女士们、先生们，中国广西平祥市中国东盟水果协会代表的讲话结束了本次咨询会的第一部分。代表组委会感谢来自中国的代表们抽出宝贵时间来分享有益信息，邀请中国代表们休息，祝你们身体健康、幸福快乐、事业成功。越南代表留在会议继续参加本次咨询的第二部分。Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Quân, tham tán thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, sẽ chia sẻ những điều cần lưu ý khi xuất khẩu nhãn sang thị trường EU. Xin kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La, kính thưa ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương, và kính thưa tất cả các quý vị tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì trước hết cho phép tôi xin thay mặt thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU đánh giá rất cao những cái nỗ lực của Cục Xúc tiến Thương mại trong thời gian qua trong việc xúc tiến các sản phẩm nông sản và những sự nông sản đặc biệt của Việt Nam vào các thị trường. Thì hôm nay tôi xin phép được trao đổi một số cái điểm lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường EU. Thứ nhất thì xin khẳng định là thị trường EU là một thị trường của 520 triệu dân và có thu nhập cao. Tuy nhiên, phong cách tiêu dùng của thị trường châu Âu đối với các sản phẩm ngoại nhập thì rất là dè dặt và không có hứng thú đối với các sản phẩm ngoại nhập nhiều. Các sản phẩm ngoại nhập từ các nước khác khi xâm nhập vào các thị trường EU thì cần tốn rất là nhiều thời gian để thay đổi dần thói quen tiêu dùng của họ. Người EU không quá nhiệt tình đối với các sản phẩm lạ, trong đó thì có quả nhãn của Việt Nam. Xét về mặt phổ cập thì quả nhãn của Việt Nam không phổ cập bằng quả vải. Và hiện tại cung cấp nhãn vào thị trường EU hiện tại chỉ có hai nước là Thái Lan và Việt Nam. Trong đó thì hầu hết nhãn của Thái Lan được cung cấp trong các hệ thống siêu thị Á. Nhãn của người Việt Nam mới tiếp cận được các siêu thị Á và một siêu thị của người Việt Nam. Khi tiếp cận thị trường EU thì cũng xin lưu ý tất cả quý vị rằng đây là thị trường có đòi hỏi yêu cầu rất là cao. Các sản phẩm đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn Global GAP, và nếu quý vị sản xuất theo Việt GAP thì cần phải sau đó sẽ chứng minh cái sự tương thích giữa Việt GAP đối với Global GAP của sản phẩm nhãn. Trong các sản phẩm xuất khẩu nông sản trong đặc biệt nhãn ở Việt Nam, khi tiếp cận thị trường EU thì chúng ta sẽ cách tiếp cận theo thị trường giới thiệu những tinh hoa đặc sản của các vùng miền của Việt Nam vào thị trường EU, chứ chúng ta không thể tiếp cận theo cách là khi mà chúng ta gặp khó khăn trong thị trường trong nước mà chúng ta tìm kiếm thị trường đầu ra của thị trường ở thị trường EU là không thể được. Đối với xuất khẩu nhãn vào thị trường EU thì tôi xin phép tập trung và lưu ý thêm một số điểm. Về đối với mặt chất lượng thì chúng ta cần phải làm ăn lâu dài bài bản và tiếp cận từ từ đối với doanh nghiệp của EU, doanh nghiệp EU cũng như người tiêu dùng EU, để người tiêu dùng EU dùng thử và năm này qua năm khác thì họ mới thể nhập được khối lượng lớn vào thị trường EU. Đối với việc đóng gói thì hiện tại có hai xu hướng đóng gói nhãn vào thị trường EU, đó là đóng gói theo chùm và bọc trong túi lưới, và đóng gói thứ hai là quả trong hộp nhựa. Thời gian vừa qua thì thị trường Bỉ, Hà Lan và EU có nhập thử một số lô hàng nhãn theo hình thức hai hình thức đóng gói trên, thì chúng tôi có so sánh là hình thức đóng gói theo vải theo chùm và có lưới thì trông thì đẹp, rất là phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên khi tiếp cận thị trường EU thì các túi lưới này bị dập hỏng rất là nhiều, đồng thời đóng túi lưới cho nên là rất là để khó để người bán có thể bỏ ra những quả bị hỏng, bị thối ở trong cái túi. Và đồng thời là khi tiếp cận thị trường EU thì cái quả dụng ở cành ra rất là nhiều, cho nên cái tính thẩm mỹ của cái chùm lại không còn nhiều như ngày xưa. Đối với vải đóng ở hộp thì cắt quả đóng hộp thì cách tiếp cận này được dễ dàng được người tiêu dùng EU chấp nhận hơn, bởi vì xét về mặt khối lượng tịnh thì những cái quả như thế này đối với người EU là đảm bảo được khối lượng tịnh chứ không bị hạn chế về cái khối lượng cân. Và đồng thời việc đóng các hộp các quả sẽ đảm bảo được quả nhãn được tránh được va đập, tránh được hỏng hóc, và đồng thời nếu như có những quả dập, quả thối, người bán có thể mở nắp hộp và bỏ đi những cái quả hỏng để đảm bảo được cái mẫu mã đẹp cho sản phẩm. Với đối với các phần bảo quản, đối với bảo quản của nhãn vào thị trường EU thì cần phải lưu ý các quý vị rằng chúng ta cần đầu tư suy nghĩ nhiều hơn đối với công tác bảo quản. Hiện tại nhãn vào thị trường EU bị dập hỏng tương đối nhiều và thời gian bảo quản rất là thấp. Chúng tôi so sánh với nhãn của Thái Lan thì nhãn Thái Lan có thể bảo quản trong vòng 3 tháng. Từ lúc đóng công từ Thái Lan đến tiếp cận thị trường EU bán trong vòng 3 tháng thì sản phẩm cũng không bị hỏng hóc nhiều. Tuy nhiên là vì là bảo quản Thái Lan dùng bảo quản tương đối lớn, cho nên khi sử dụng sản phẩm nhãn thì có nhận thức rất rõ, người dùng tiêu dùng nhận rất rõ được
là cái đây là sản phẩm có bảo quản, khi mà vỏ quả nhãn không ôm quả nhãn đồng thời có một số mùi. Tuy nhiên là vì áp dụng bảo quản tốt trong vòng 3 tháng cho nên giá rất là rẻ, họ có thể áp dụng các cách vận tải bằng hàng đường biển khiến cho chi phí giá thành rất là thấp, đồng thời có thời gian để làm xúc tiến thương mại và bán hàng, cho nên là giá tại họ nhập số lượng lớn và giá của nhãn của Việt, của Thái vào EU dao động tối đa là 7 euro một cân. Trong khi đó thì nhãn của Việt Nam được bảo quản theo một cách khác, chúng ta lại vận chuyển bằng đường hàng không cho nên độ đến châu Âu thì độ tươi rất là tốt. Tuy nhiên rằng là quý vị khi lưu ý khi bảo quản thì là cái vỏ quả nhãn phải ở trạng thái khô tuyệt đối. Vừa qua chúng tôi cũng nhập thử một số lô hàng vải đóng nhãn nhãn cắt quả cho đóng hộp. Tuy nhiên là khi các bạn rửa một số doanh nghiệp rửa trong đó và không sấy khô thì vào thị trường EU là hộp bị hỏng số lượng tương đối lớn, chúng tôi phải bỏ rất là nhiều công hàng, nhiều lô hàng là không thể sản xuất đơn hàng, bởi vì là khi quả nhãn, vỏ quả nhãn ướt tiếp cận thị trường EU đi một đường dài và thay đổi khí hậu là nó đã bị hỏng vào thị trường EU. Vì vậy khi đóng quả nhãn theo trường hợp cắt cành và khi nếu doanh nghiệp có rửa thì yêu cầu phải sấy khô lại để đảm bảo vỏ quả nhãn khô mới có thể tiếp cận được thị trường EU và có thời gian để bán hàng. Đối với các yêu cầu kỹ thuật khi xuất khẩu vào EU thì một số các doanh nghiệp chúng ta đã làm quen thuộc, chúng ta cần hai giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận thứ nhất từ Cục Bảo vệ Thực vật để đảm bảo rằng không có các sinh vật ngoại lai gây hại khi tiếp cận thị trường EU. Và cần giấy chứng nhận thứ hai là quý vị đảm bảo có dư lượng trong quả vải. Đối với dư lượng này tôi sẽ không phổ biến cụ thể và mời quý vị tham khảo liên hệ trực tiếp đối với Vina Control hay là Việt Cà Phê Control, bởi vì họ có cái bảng dư lượng theo tiêu chuẩn của EU và khi đáp ứng được những các tiêu chuẩn này thì các quý vị có thể xuất khẩu được quả nhãn vào thị trường EU. Một yêu cầu tiếp theo là về tính đều đặn và cung ứng hàng vào thị trường EU. Thì hiện tại thì chúng ta đối với một số cái lô hàng của nhãn vào thị trường EU thì một số lô hàng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu một số lô hàng đầu thì đạt được kết quả rất là tốt, nhưng mà các lô hàng phía sau thì chất lượng không còn được đảm bảo như những lô hàng đầu. Đồng thời khi thu hái quả nhãn thì cần lưu ý một điểm rằng chúng ta phải tính được thời điểm thu hái quả nhãn hợp lý. Với kinh nghiệm của mùa vải vừa rồi thì những cái lô đầu thì rất là tốt, nhưng đến những cái lô sau khi mà nhãn vải được thu hoạch chính vụ độ chín đạt chuẩn ăn luôn ở Việt Nam thì xuất khẩu vào thị trường EU là sẽ bị hỏng, đi một quãng đường dài và đồng thời trải qua một quá trình xúc tiến thương mại và cung cấp cứng thì hàng thì nó rất mau chóng bị hỏng. Như vậy là khi thu hoạch nhãn cũng tương tự, nếu thu hoạch nhãn đúng cái độ chín mà có thể để ăn ngay tại Việt Nam thì vào thị trường EU thì khối lượng hỏng rất là cao. Vì vậy chúng tôi có khuyến nghị là các quý vị cũng cần phải nghiên cứu xem hái nhãn ở thời điểm nào có thể hơi xanh chưa chín hẳn và trên đường đi có thể có khả năng được chín, vào trong thời gian ở các cửa hàng thì hoàn thành cái việc công bố chín. Thì như vậy là khi đến tay người tiêu dùng thì đảm bảo cái độ chín đạt điểm rơi của người tiêu dùng của EU. Thì trên đây là tôi xin phép được trao đổi một số cái lưu ý xuất phát từ kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi triển khai một số lô hàng nhập khẩu nhãn thử nghiệm vào thị trường Bỉ, EU và Hà Lan. Xin chúc tất cả quý vị thành công khi tiếp cận thị trường EU. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông Trần Ngọc Quân. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời ông Phạm Văn Hiển, giám đốc công ty xuất nhập khẩu LCP Import Export của Hà Lan. Đây là công ty nhập khẩu nông sản lớn của Hà Lan, sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình nhập khẩu các sản phẩm nhãn nói riêng và các sản phẩm hoa quả của Việt Nam nói chung. Xin kính mời ông. Xin kính chào quý vị đại biểu ngày hôm nay có trong cuộc họp hội nghị trực tuyến. Thì mình là Hiển Phạm, đến từ công ty LTP Import Export BV ở Hà Lan. Thì doanh nghiệp mình có thử nghiệm một số chuyến nhập khẩu từ vải thiều cho đến nhãn. Thì đối với kinh nghiệm của doanh nghiệp thì mình thấy từ bắt đầu từ đối tác của mình, từ cái quy hoạch vùng trồng cho đến các sản phẩm thì phải đạt tiêu chuẩn theo VietGAP hoặc Global GAP. Nhưng vừa rồi thì mình thử chuyến nghiệm, cái chuyến thử nghiệm đầu tiên của nhãn lồng Sơn La. Thì qua tới đây thì hôm đó là trực tiếp, ngày hôm thứ sáu là trực tiếp KCB, tức là bên cục quản lý chất lượng tại Hà Lan kiểm tra tại kho hàng của mình. Thì
về mặt chất lượng thì đạt chuẩn, về dữ liệu tích lũy sâu thì đạt chuẩn, nhưng mà sau khi cái thời gian bảo quản thì so với nhãn của Thái Lan thì rất là ngắn. Như anh Trọng Quân vừa chia sẻ thì thông thường ở bên này thì các nhãn của Thái Lan á, khi mà đi máy bay thì tầm khoảng 3 tuần, khi mà đi container qua đó thì khoảng sau 30 ngày đi trên biển và còn thêm 3 tuần để có thể phân phối ra tại thị trường. Thì cái chất lượng của sản phẩm á, thì rất là ngon, nhưng mà về các phương pháp bảo quản thì để làm sao mình có thử nghiệm một số chuyến từ nhà, từ chuyến đầu tiên là nhãn nhà, từ bãi Thiều, thì bãi Thiều ở Thanh Hà, thì mình qua tới đây mình có hai cách quy cách đóng gói. Là một cách đó, là ở trong cái thùng xốp chứa đá gel. Qua tới đây thì khi mình phân phối ở thị trường Pháp, thị trường Đức, ở bên Naui, thì trong vòng khoảng 3 ngày các khách hàng mà là các siêu thị Á Châu thì khi phân phối ra thì chỉ được có 3 ngày đến 5 ngày thôi thì bắt đầu đã thay đổi màu. Thì cái chuyến vừa rồi, tuần vừa rồi cũng như vậy, thì là cái sản phẩm của nhãn lầu mình đó, chất lượng thì rất là ngon, rất là thơm, rất là ngon. Nhưng mà cái cung cách bảo quản thì khi mà qua tới đây thì khi mình giao cho khách siêu thị thì trong vòng 2 ngày sau thì phải ẩm ướt nhiều, là vì sau khi mình nghĩ là đối tác của mình không có sấy khô. Và cái trong cái hộp về cái đóng gói đó thì mình có trao đổi với lại bên Việt Nam là thay đổi cái cách đóng gói để làm sao cho có quả được thông thoáng, và trên cái thùng cái bảo quản như vậy thì cái quy cách làm sao được cho cái trái vải được qua tới đây thì mình có thể giữ trong vòng phân phối trong vòng được 2 tuần. Thì cũng như trao đổi với lại bên đối tác và cũng rất là mong muốn được ở việc khi mà xuất khẩu vào châu Âu thì mình cũng có một số cái những cái điều mà cần biết cho đến các nhà xuất khẩu. Thì thì qua cái quan trọng nhất là cái khâu vận chuyển để làm sao từ vườn cho đến khi mà sơ chế và cho đến khi mà đưa lên máy bay qua tới đây thì nó qua rất là nhiều công đoạn, qua rất là nhiều trung chuyển. Thì mình hy vọng là mình sẽ các bạn có thể qua các nước bên Thái Lan, học về kỹ thuật bên Thái Lan cách xử lý để làm sao trái nhãn của mình giữ được lâu và phân phối. Và hơn nữa là mình được biết thì để mà sản lượng tăng, ngoài đi máy bay qua thì thông thường thì số lượng rất là hạn chế, chỉ có một vài tấn cho một chuyến bay. Thì mình hy vọng Việt Nam có thể các ban ngành hoặc và các kỹ sư có thể hỗ trợ cho đối tác và các nhà xuất khẩu là về cái vấn đề về kỹ thuật, ví dụ như về đi hàng container. Mình rất là mong muốn được nhập số lượng lớn đi container để có thể phân phối được ở các thị trường nhiều hơn. Và giá thành, cái quan trọng nhất là giá thành đi xuống ở thời điểm bây giờ thì giá thành rất là cao, giá thành đi vận chuyển tàu biển rất là cao, ngay cả đường bay cũng vậy. Nhưng mà để có thể có một thế mạnh cạnh tranh cho cái nông sản Việt với nước bạn thì mình nghĩ là về tương lai lâu dài thì Việt Nam mình có thể xuất khẩu theo đường vận chuyển tàu biển. Đó là những cái chia sẻ về thực tế của doanh nghiệp mình thường xuyên các loại trái cây từ châu Á sang. Và hơn bên cạnh đó nữa là một số các nước bạn thì ví dụ như ở bên Nam Mỹ hoặc là ở bên Israel cũng vậy. Thì cái cách thức mà để làm sao để cái sản phẩm để đến tay người Âu Châu được nhiều hơn và được quảng bá rộng hơn, hiện tại thì chỉ có một số các siêu thị Á Châu. Thì mong mình hiện tại công ty mình đang phân phối vào cho các chủ siêu thị của Pháp. Thì trong tương lai, năm nay chỉ là một năm demo, một năm thử nghiệm, nhưng mà trong thời gian sắp tới, tương lai thì mình cũng rất mong muốn được nhập khẩu với số lượng lớn để được vào châu Âu theo đúng chuẩn Global Gap, theo các quy hoạch vùng trồng. Và mình hy vọng bên bộ phận kỹ thuật Việt Nam sẽ hỗ trợ các ban ngành, hỗ trợ các đối tác bên Việt Nam mình có thể làm sản lượng lớn hơn để cung cấp cho thị trường châu Âu. Thì đó là những cái phát biểu, những cái ý nghĩ, suy nghĩ của mình về những cái một số thử nghiệm vừa rồi. Thì mình hy vọng sẽ trong tương lai sẽ được đưa nông sản Việt Nam vào nhiều hơn ở thị trường châu Âu. Xin trân trọng cảm ơn ông Phan Văn Hiển. Ban tổ chức cũng xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ hữu ích mà các diễn giả vừa những thông tin hữu ích mà các diễn giả vừa chia sẻ. Để tìm hiểu thêm về các thông tin, quý vị đại biểu hoặc quý doanh nghiệp có thể đặt các câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả. Xin mời quý vị đại biểu ạ. Quý doanh nghiệp. Nếu các anh chị có câu hỏi nào thì mình có thể mở mic và có thể đặt câu hỏi trực tiếp
cho các diễn giả luôn ạ. Hội nghị hôm nay còn có sự tham dự của rất nhiều các tham tán thương mại Việt Nam tại các thị trường nước ngoài và những cái thị trường xuất khẩu nhãn quan trọng của Việt Nam. Đây là một cái cơ hội rất là tốt để các doanh nghiệp có thể trực tiếp chia sẻ mối quan tâm hoặc là đặt câu hỏi cho các đồng chí tham tán của Việt Nam tại thị trường nước ngoài. Xin mời các anh chị tận dụng cơ hội này ạ. Các doanh nghiệp và hợp tác xã của Sơn La có câu hỏi gì không ạ? Sơn La có câu hỏi gì không ạ? Sơn La nhất trí cao thôi và đang nghiên cứu các nội dung mà đặc biệt là ý kiến của tham tán thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, ông Trần Ngọc Quân, rất hữu ích cho tỉnh Sơn La trong chỉ đạo điều hành và trong tổ chức thực hiện sản xuất, cũng như tập trung cho chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Và các cái thông tin hữu ích từ tham tán thương vụ của Việt Nam tại Bỉ và EU thì sẽ giúp cho Sơn La hoạch định lại cái sản xuất, và đặc biệt đó là phải nghiên cứu cái phương án làm sao mà đưa được sản phẩm nhãn sang thị trường của EU mà vẫn giữ nguyên được chất lượng. Đó là phải nghiên cứu về công nghệ bảo quản. Thứ hai nữa là cái hướng dẫn cho Sơn La khi mà rửa trái cây, nhất là quả nhãn, thì phải sấy khô. Thì các doanh nghiệp của Sơn La, các cái doanh nghiệp của hệ thống Vin của Hà Nội lên đây, các cái công ty và các đồng chí lãnh đạo của các huyện của tỉnh Sơn La trong vùng trồng nhãn sẽ tiếp thu và xây dựng cái vùng trồng và các quy trình sản xuất như vậy. Ý thứ hai nữa là qua nội dung đối với Hà Lan vừa nêu ấy, thì là bài học vô cùng là quý giá cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã của Sơn La trong cái việc đó là tổ chức đưa hàng xuất khẩu của Sơn La sang thị trường EU. Nhất là câu chuyện liên quan đến quả nhãn của Sơn La, quả nhãn của Thái Lan. Thời gian bảo quản của Thái Lan rất là lâu. Vậy thì Sơn La phải nghiên cứu. Vì với một sản lượng 112.000 tấn thì chúng tôi sẽ phải nghiên cứu rất kỹ trong thời gian tới và sẽ tập trung trong đẩy mạnh sản xuất. Từ những nội dung đó thì rất mong là tham tán thương vụ của Việt Nam tại EU, châu Âu cũng như tham tán thương vụ tại các châu khác và các nước cũng như các đơn vị hiện nay đã nhập khẩu các cái sản phẩm nông sản Sơn La sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho tỉnh Sơn La chúng tôi về mặt các thông tin thị trường, các cái yêu cầu về mặt kỹ thuật, các yêu cầu về mặt đảm bảo chất lượng sản phẩm, mẫu mã, quy trình, các bước để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái quy trình sản xuất và đưa các sản phẩm của tỉnh Sơn La chúng tôi ra nhiều thị trường hơn nữa. Rất mong các tham tán sẽ có những thông tin thường xuyên để giúp cho tỉnh Sơn La chúng tôi trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn tham tán thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU có biểu ông Trần Ngọc Quân. Và xin được trân trọng cảm ơn các đầu cầu đã góp cho ý cho Sơn La. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Có thể nói rằng là trái nhãn Sơn La cũng như là trái nhãn của Hưng Yên và rất là nhiều các cái địa phương Nam chúng ta hiện nay là có chất lượng rất là thơm ngon, thương mại tương đối lớn. Thế và cũng có rất là nhiều những cơ hội để mở rộng phát triển các cái thị trường xuất khẩu. Thế tuy nhiên có một số những cái điểm nghẽn mà như đồng chí tham tán Trần Ngọc Quân cũng như là anh Phạm Văn Hiển, giám đốc công ty xuất nhập khẩu LTP vừa chia sẻ đấy, thì và cũng như đồng chí Nguyễn Thành Công cũng vừa mới trao đổi, thì đó chính là cái vấn đề mà làm sao chúng ta phải tăng cường được cái khâu bảo quản để cái quả nhãn của chúng ta sẽ giữ được cái phẩm tốc tươi lâu, bền lâu khi mà đi để đến những cái thị trường xa như là thị trường EU. Sau đây thì tôi xin mời các ý kiến khác ạ. Xin chào anh chị ạ. Xin chào chị. Tôi là Phan Thu Thủy, trưởng phòng kinh doanh của công ty Nafood Tây Bắc.
Chúng tôi là một trong những đơn vị đóng trụ sở chính ở Mộc Châu, Sơn La, và có nhà máy sơ chế ở đây ạ. Thì tôi cũng chia sẻ một vài cái suy nghĩ của mình như sau. Thứ nhất là một đơn vị xuất khẩu, sản xuất và xuất khẩu. Thì thứ nhất chúng tôi rất là quan tâm đến nguồn hàng, cho nên hy vọng là địa phương, tức là Hưng Yên và Sơn La, giúp chúng tôi kết nối những cái vườn mà đạt các cái tiêu chuẩn về về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khi mà mình xuất các cái thị trường cao cấp ấy ạ. Và vấn đề thứ hai là vấn đề bảo quản. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang loay hoay, phải nói đúng là đang loay hoay trong cái phương án, trong cái phương pháp bảo quản cái quả nhãn tươi như anh Hiển lúc nãy có nói ạ. Tức là làm thế nào để chúng ta bảo quản được được thời gian lâu và để đi đường biển, thì lúc đấy mới tăng cái tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế thì chúng tôi là doanh nghiệp mà trước giờ xuất khẩu châu Âu rất là nhiều rồi. Cái database khách hàng châu Âu của chúng tôi rất là nhiều. Tuy nhiên hiện tại các nông sản quả tươi Việt Nam vẫn mà chúng tôi đang vướng mắc ở cái chỗ là bảo quản để đi đường biển. Hiện tại thì gần như là Việt Nam thì chỉ có quả thanh long này, chanh không hạt này, bưởi da xanh này, và một số ít các loại quả nữa mình có thể đi biển sang EU, bởi vì thời gian di chuyển là cũng phải từ 35 đến 45 ngày nếu mà thuận lợi. Chưa kể là thời gian vừa rồi bị tắc nghẽn thì có thể kéo lên đến tận 7-8 tuần mới tới. Và lúc đấy thì sản phẩm quả tươi là rất là rủi ro. Chủ yếu chúng tôi bây giờ vẫn đang đi đường bay, và đường bay thì như các anh chị biết là chi phí rất là cao, nhất là mùa Covid này. Các hãng hàng không cơ cấu bay chi phí rất là cao. Thì vừa rồi đối với quả nhãn thì chúng tôi đã có hai thử nghiệm. Thứ nhất là chúng tôi có cấp đông sản phẩm thử nghiệm 1 tấn nhãn sông Mã để xuất khẩu làm mẫu cho khách Hàn Quốc. Và hiện tại thì lô hàng cũng đang trên đường di chuyển sang tới khách. Hy vọng nó sẽ có phản hồi tốt trong thời gian tới. Việc thứ hai là nhãn xuất khẩu quả tươi sang EU, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã làm một số lô từ miền Nam, vì là nhãn Bắc mình cho vào vụ. Tại thời điểm mà chúng tôi xuất ấy, thì nhãn miền Bắc cho vào vụ, thì chúng tôi tạm thời được nhãn idol của miền Nam để xuất ấy. Thì sắp tới tôi cũng hy vọng là sẽ có khách hàng nhận được hàng mà sản hơi tốt, thì sẽ có thể tiếp tục với nhãn của Sơn La. Vâng, xin cảm ơn chị Thủy, công ty Nam Phút đã chia sẻ những cái mối quan tâm của doanh nghiệp. Vâng, sau đây xin mời các doanh nghiệp tiếp theo ạ. Xin lỗi anh chị một tí ạ. Vâng, thì cơ bản như đại diện của công ty Nam Phút Tây Bắc ấy, là một địa bàn, một doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, và chúng tôi rất tâm huyết đối với việc là đưa nông sản Sơn La ra khỏi tỉnh Sơn La và ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi rất là tâm huyết ạ, cho nên là rất là mong các đơn vị cùng vào cuộc ạ, bởi vì doanh nghiệp nhiều lúc cảm thấy rất là đơn độc khi mà chúng tôi nỗ lực tìm kiếm thị trường, nhưng mà bên cạnh đấy thì các giải pháp kỹ thuật để bảo quản chúng tôi cũng đang rất là bối rối, và cũng chưa thực sự được có các cái cơ quan khoa học ấy ạ, hỗ trợ để mình có cái giải pháp tốt nhất ấy. Thì cho nên là qua cái diễn đàn này thì tôi cũng muốn nêu cái ý kiến của mình để các cơ quan ban ngành chung tay cùng hỗ trợ. Và đây không chỉ là nguyện vọng của Nam Phúc Tây Bắc ạ, mà tôi tin là rất nhiều doanh nghiệp, anh chị doanh nghiệp đây đều rất cần cái sự hỗ trợ này. Xin cảm ơn các anh chị đã cho chúng tôi cái diễn đàn rất là hữu ích. Hai ngày hôm nay chúng tôi đã có rất là nhiều bài học về giao thương và được gặp gỡ trực tiếp với rất là nhiều khách hàng, và tôi thấy rằng nó thực sự hữu ích. Xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn ban tổ chức. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của chị Thủy đến từ công ty Now Food. Qua cái quá trình mà làm việc với rất nhiều các cái doanh nghiệp mà nông sản của Việt Nam, rất nhất đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu các cái nông sản tươi, thì chúng tôi cũng thấy rằng là các doanh nghiệp có cùng cái mối quan tâm giống như là công ty Now Food, đó là những cái vấn đề về khâu chế biến, rồi là các cái vấn đề về bảo quản những cái mặt hàng trái cây tươi để đi được các cái thị trường xa. Thế tham dự hội nghị của chúng ta hôm nay thì có đại diện của Vinafood, anh Nguyên ạ. Vâng, anh có thể chia sẻ thêm ở cái góc độ này cùng với các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này được không ạ? Xin mời anh Nguyên ạ. Nói chung là cái nhãn á, là cái mặt hàng mà theo cái năm ngoái, số liệu năm ngoái là chúng ta xuất khẩu được là 20, kim ngạch là 28 triệu đô là hàng tươi. Rồi
cái sấy khô chế biến là khoảng 2 triệu đô. Nhưng mà đa số là cái nhãn mình tiêu thụ mạnh ở cái nước mà nhập khẩu nhiều nhất là Trung Quốc. Thì tôi nghĩ năm nay thì cái mùa nhãn năm nay nếu mà cái thị trường mà hướng đến nhiều là chắc cũng phải Trung Quốc thôi. Chứ còn những cái thị trường xa, ví dụ như Mỹ hoặc Mỹ thì không được rồi, EU hay là các nước khác thì chúng ta vướng phải cái công nghệ bảo quản của chúng ta nó cũng chưa được tốt. Đó, thành và thứ hai nữa là cái trong cái năm nay là chúng ta bị gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề là bút chỗ trên máy bay, rồi bút chỗ trên tàu, container thiếu, cho nên là cái vấn đề là xuất khẩu chủ yếu là đi Trung Quốc bằng đường bộ là cái giải pháp tốt nhất cho cái vấn đề tiêu thụ cái nhãn. Thì trong cái thời gian mình xuất vào thị trường Trung Quốc thì chúng ta sẽ tiếp tục là nghiên cứu thử nghiệm những cái công nghệ bảo quản là những cái cách để mà làm sao đưa được cái thị trường xa. Còn một cái kênh tiêu thụ thứ hai là tiêu thụ nội địa, thì lại hôm nay năm nay là dịp này thì lại bị cái tình trạng là Covid, cho nên là cái việc phong tỏa rồi giải tán những cái chợ tiêu thụ truyền thống thì như vậy nó cũng làm mất đi một cái việc, một cái cơ hội để chúng ta đẩy mạnh cái tiêu thụ nội địa. Thì ý kiến của tôi là như thế, tức là chúng ta phải nói chung là chúng ta phải xuất khẩu vào cái thị trường Trung Quốc, đó là cái thị trường cơ bản nhất. Ý kiến tôi là như vậy. Vâng, cảm ơn anh Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký của hiệp hội Vinafruit. Ngoài thị trường Trung Quốc thì là thị trường truyền thống cũng như là cái thị trường mà chúng ta cũng phải dựa rất là nhiều trong cái bối cảnh, không chỉ là thông thường cũng như là trong cái bối cảnh của Covid hiện nay. Thì thị trường Trung Quốc á, chúng ta hiện nay là nó là cái thị trường sát á, của chúng ta, là chúng ta có thể vận chuyển bằng đường bộ và chi phí vận chuyển đương nhiên là nó sẽ không có cao bằng như là đường biển hoặc hàng không. Và thứ hai nữa là cái thị trường Trung Quốc á, thì cái đòi hỏi cái chất lượng của họ cũng không có phải là quá gay gắt như các thị trường khác. Cho nên là cái kênh mà làm sao đẩy mạnh cái nhờ những cái thương vụ của chúng ta ở Trung Quốc là tìm kiếm khách hàng này kia kết nối để mà làm sao đẩy mạnh được cái tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc, đó là cái cơ bản nhất theo tôi là trong tình hình hiện nay. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyên. Xin mời các ý kiến của các đồng chí tham tán trưởng chi nhánh các chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc ạ. Trên cơ sở ý kiến của anh Nguyên Vinafruit thì các anh chị ở các cái điểm cầu Trung Quốc có ý kiến gì không ạ? Em xin có ý kiến ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Dạ vâng, em xin chào tất cả anh chị ạ. Em là Lê Vương Quốc, em đến từ doanh nghiệp công ty cổ phần Gmec Việt Nam. Bên em thì cũng có trang trại trồng nhãn, và bên em đồng thời cũng là công ty xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm trái cây, rau củ của Việt Nam. Thì đối với sản phẩm nhãn thì em có một số ý kiến về cái việc bảo quản như sau. Đặc thù của cái nhãn Việt Nam ấy, chúng ta thì nó có rất là nhiều giống, vì vậy là cái cách bảo quản nó sẽ có cái khác nhau. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta tự hào cái quả nhãn nó vỏ mỏng thì đấy là một cái điều rất dở cho cái việc bảo quản. Vỏ mỏng này, nhiều nước thì đấy là hai cái điểm trừ cho cái việc nhãn đi xa. Thì vì vậy chúng tôi cũng đã và đang trồng một cái loại sản phẩm nhãn là vỏ dày, cùi dày, khô để có thể bảo quản đi xa được 2 tháng, 3 tháng. Hiện nay thì công ty của chúng tôi đã và đang xuất khẩu những sản phẩm nhãn tươi. Xin nhắc lại là nhãn tươi và đi bằng công mát chứ không phải là hàng cấp đông. Đó là đi nhiệt độ là từ 1 đến 5 độ. Và thời gian vận chuyển sang bên đó là như một công gần đây nhất là vào là 45 ngày. Và cái thời gian lưu trữ bên đó là chúng tôi lưu trữ được thêm một tháng nữa, hơn một tháng nữa. Vì vậy là cái sản phẩm này
chúng tôi vẫn đang bán bình thường ở thị trường Nga. Và cách để bảo quản sản phẩm này thì có một số cái yếu tố, là thứ nhất là phải chọn giống nhãn, thứ hai là cách bảo quản đúng phương pháp, thứ ba là nhiệt độ, thứ tư là cách đóng gói. Vì vậy tất cả là tổng hợp chung đến các cái sản phẩm như này thì nó có liên quan một số, ví dụ như là sơ chế tốt, bảo quản tốt, thế nhưng mà cái cách đóng gói sai thì cũng không được. Đối với nhãn thì sản phẩm rất là kín, là đóng gói kín, vì vậy là nó sẽ bị gây ra cái hiện tượng ẩm ướt như anh công ty gì LPT đấy, anh có chia sẻ rằng sản phẩm mà sau vài ngày nó đã bị ướt hết vỏ. Thì đấy chính là thứ nhất nhiệt độ không đảm bảo, thứ hai là cái vỏ nhãn nó mềm đó, và nó sẽ sinh ra là nó vì nó khô thoáng mà à, không khô thoáng thì nó không làm cho cứng vỏ, nó sẽ bị hư hỏng. Nếu như chúng ta có một cái thử nghiệm đơn giản đối với nhãn Hưng Yên hoặc là nhãn Sơn La chẳng hạn, chúng ta có thể là lấy nhãn để vào tủ lạnh, sau có khoảng một tuần chúng ta sẽ kiểm tra ngay, đấy là cái điểm trừ là cái vỏ mỏng nó sẽ tự nứt ra, tự nứt ra. Vì vậy kể cả là nhãn có đi đến một tháng hay hai tháng đến nơi thì có thể đạt được bao nhiêu phần trăm thì vẫn là điểm rủi ro. Hiện nay chúng tôi đang xuất cái sản phẩm nhãn, đó là nhãn Ido, trong khu vực thị trường miền Tây của chúng tôi đang trồng và đang thu mua đấy. Thì cái sản phẩm đó thì nó có ưu điểm là cùi nó cơm nó khô, cùi nó khô dày, vỏ dày, và khi gặp cái nhiệt độ lạnh sâu á, chúng ta đang để nhiệt độ thấp mà, nó cái vỏ nhãn nó co lại thì nó sẽ không bị nứt. Còn đối với cái nhãn của Hưng Yên và Sơn La, nhãn miền Bắc nói chung là rất là nhiều nước bên trong cái quả vỏ lại mỏng, vì vậy là khi gặp nhiệt độ nó xuống thấp nó co lại nó nứt vỏ, thì đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ không phát huy mạnh, không phát huy phong trào trồng cái nhãn này nữa. Có thể chúng ta lai tạo một cái sản phẩm khác và ghép những sản phẩm khác để có thể đi được sản phẩm này trong tương lai xa hơn và nhiều hơn nữa. Tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn đại diện đến từ công ty Kimex ạ. Cho tôi xin phép được nói chia sẻ về kinh nghiệm của Thái Lan trong việc đóng gói nhãn được không ạ? Dạ vâng, xin mời anh ạ. Dạ vâng, theo chúng tôi theo dõi các sản phẩm của nhãn của Thái Lan thì về cái chữ bảo quản từ cái lúc ở nhà thì chúng tôi không nắm được kinh nghiệm. Tuy nhiên khi cách đóng gói của Thái Lan chúng ta cần nên học tập. Thứ nhất là cái nhãn của chúng ta mà đóng trong túi lưới, sau đó lại mỗi túi lưới xếp thẳng vào thùng xốp thì rất là dễ bị hỏng bởi vì độ thông thoáng không có. Kinh nghiệm của Thái Lan là họ cứ cho vào một túi lưới và hai túi lưới sẽ xếp vào một cái như cái rổ nhựa. Và cái rổ nhựa có độ mắt nó thông thoáng hơn rất là nhiều so với việc chúng ta là cắt quả nhãn và đưa cái hộp nhựa của chúng ta, hộp nhựa đựng hoa quả như bán ở siêu thị thì nó hoàn toàn không thích hợp, với cái độ thông thoáng là không cao bằng cái như kiểu là rổ nhựa mà có bọc bốn phía, là mở nắp ra cái rổ nhựa đó thì đựng được hai túi nhãn bọc bằng túi lưới. Và tôi thấy rằng cách bảo quản đó thì khiến cho sản phẩm lúc nào cũng được khô ráo và cũng tránh được va đập rất là cao. Còn nếu như mà chúng ta cách đóng là cho cái hộp nhựa mà với độ một số, chỉ có một số điểm thoát khí ở trên cái hộp nhựa mà dù nó không nhiều, những rổ nhựa thì là nó bằng các thanh nhựa đan vào nhau cho nên là độ thoáng rất là cao. Thì tôi nghĩ là chúng ta thử cân nhắc xem như thế, phương án là như thế nào. Bởi vì nếu mà để trong cái túi lưới thì độ thoáng là rất là cao, nhưng mà túi lưới mà lại xếp vào trong thùng xốp hay thùng hoặc là các thùng cao tông thì nó lại không bị dập, độ dập rất là lớn, và đồng thời độ thoáng chưa chắc còn được xếp vào từng hai cái rổ nhựa một và hai cái rổ, cứ hai túi cho vào rổ nhựa đó, bọc bốn phía lại đều là mắt nhựa thì độ thông thoáng nó rất là cao, thì đảm bảo được tốt hơn, vừa tránh va đập lại vừa đảm thông thoáng. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn. Vâng, em xin phép được bổ sung thêm cái cách nhận xét của anh ấy. Về cái nhãn mà chúng ta đã đóng trong thùng xốp kín thì đấy là một cái điều rất là sai lầm, bởi vì khi mà cái nhiệt độ nó kín và nó không được đảm bảo ấy thì nó cái vỏ nhãn nó sẽ càng mềm ra và nó lại càng hư hỏng. Vì vậy nếu lần sau các doanh nghiệp nào có thể vận chuyển bằng máy bay chẳng hạn hoặc là bằng đường biển thì vẫn phải đóng bằng cái túi lưới thì đấy là theo yêu cầu của khách hàng, có thể túi lưới hoặc không, thế nhưng nhất thiết là phải đóng bằng rổ nhựa, bằng cái sọt nhựa đấy để cho nó thoáng kín, và như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến việc mà nó bị ẩm ướt nữa. Xin hẹn. Vâng, cảm ơn những gợi ý rất là thiết thực của
anh Quân tham tán tại Bỉ Đại Ưu cũng như là những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tiễn của công ty Gimex. Mình có thể có kiến chút xíu. Vâng, xin mời anh Hiển ạ. Thì như mình nói là thử nghiệm của các sản phẩm đồ tươi đó của Việt Nam mình đó, thì mình thấy vừa rồi mình thử nghiệm 2 chuyến, 3 chuyến của Bãi Thiều. Mình lấy ví dụ từ Bãi Thiều ra nhé. Thì mình có nhập của ở trong thùng giấy thông thoáng, giữ được lâu, nhưng mà sau vài ngày thì là nó bị chảy nước. Nhưng mà khi mà hộp như bên khách nên nói là bên cái trường hợp của cái sản phẩm của Thái Lan đó, nó nằm ở không phải ở cái khâu mà thùng thông thoáng hoặc là trong cái kết nhựa, trong các rổ nhựa Thái Lan người ta làm trên mấy năm nay rồi. Nhưng mà cái mình nghĩ là cái công nghệ mà khi mà sơ chế đó thì giữ được cái quả vải được lâu, tức là người ta dùng cái dư lượng thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật, nhưng mà nó người ta sử dụng cái chất bảo quản cho phép vào EU. Thì khi mà giữ sử dụng các chất bảo quản, nhưng mà khi có quả vải nó lại được khô thông thoáng, và qua tới đây nó không bị bủn. Thì mình nghĩ cho mình 2 tuần nữa thì mình có nhận một mình thử nghiệm cái container Bãi Thiều cũng vậy. Mình gọi thì cái đối tác mình sử dụng một cái túi đi, gọi là túi modified atmosphere, có nghĩa là cái túi đó của bên Madagascar và bên Mỹ người ta đang sử dụng, bỏ trong một cái thùng giấy. Thì mình sau khi 2 tuần nữa mình sẽ thông báo cho các bạn xuất khẩu cái kết quả đi một container qua giữ 30 ngày từ Hải Phòng qua Hà Lan ra làm sao. Nhưng mà cái mà mình nhận thấy sau 17 năm mà mình nhập khẩu đồ tươi đó, mình thấy cái quan trọng nhất là cái khâu sơ chế và cái dư lượng mà để ngâm trong cái chất bảo quản đó mà được EU cho phép. Thì mình về cách bảo quản là trong hộp nhựa hoặc là trong thùng xốp hoặc là trong cái như ví dụ như các sản phẩm ở tại Hà Lan hoặc là các nước Tây Âu ở đây người ta đang nhập khẩu của bên Nam Mỹ về, người ta vẫn trong cái hộp nhựa, vẫn để thông thoáng các cherry của Úc, của Mỹ về vẫn như vậy. Nhưng mà quan trọng là cái cách để như vậy, cái cách mà để mình hy vọng là các kỹ sư nông nghiệp của Việt Nam mình có thể hỗ trợ cho các nhà máy về cái kỹ thuật bên Thái Lan. Thì mình nghĩ về tương lai lâu dài, tại vì cái sản lượng vải và nhãn ở châu này tiêu thụ rất là nhiều, nhất là vải, về nhãn cũng như vậy. Thì nhưng mà hy vọng là cái trong tương lai mình có thể có được cái công nghệ đó, thì cái sức tiêu thụ bên này rất là nhiều. Tại vì với bản thân công ty mình thì hiện tại mình phân phối cho 23 nước ở châu Âu, thì các đối tác mình rất là nhiều, từ các siêu thị cho đến chuỗi siêu thị cho đến các cửa hàng ở châu. Thì mình nghĩ mình sẽ sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tài liệu bên Thái Lan, tại vì mình có một số đối tác bên Thái Lan, mình sẽ đưa cái tài liệu bên Thái Lan đó qua cho bên các nhà máy Việt Nam mình coi để làm sao để mình cái cung cách bảo quản sản phẩm làm sao cho nó tốt cho Việt Nam mình. Tại vì nông sản Việt Nam mình rất là nhiều, tất cả các trái cây nhiệt đới của mình có sức cạnh tranh rất là tốt so với thị trường nước bạn. Mình xin chia sẻ, mình xin hết. Vâng, cảm ơn anh Hiển, rất là quý giá nếu như anh có thể là tìm hiểu được các cái cách thức của phía Thái Lan để mà cùng chia sẻ cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta, để các doanh nghiệp có thể là tham khảo và ứng dụng, để hy vọng rằng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có được nhiều hơn nữa các lô hàng trái cây tươi của Việt Nam đưa đi được những thị trường xa, thị trường khó tính, mà có thể là giữ được cái phẩm cấp tốt trong một thời gian dài, thì như vậy mới có thể là tăng được cái khả năng cạnh tranh lên được. Còn hiện nay thì là các cái công tác xúc tiến thương mại ở góc độ là cục xúc tiến thương mại và các cái thương vụ Việt Nam tại thị trường nước ngoài, thì chúng tôi cũng đã hết sức là nỗ lực để tìm kiếm rất là nhiều những cái đầu mối nhập khẩu để cung cấp cho các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta giao dịch, chúng ta kết nối. Thế tuy nhiên thì kể cả khi là có những cái đầu mối khách hàng tốt rồi, họ có những cái nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn mà chúng ta không đáp ứng được những cái vấn đề về bảo quản trái cây tươi trong một cái thời gian nhất định để phục vụ được những nhu cầu của các nhà nhập khẩu, các cái kênh phân phối ở thị trường nước ngoài, như vậy thì sẽ không thể nào mà phát triển bền vững và tăng được cái khả năng cạnh tranh. Thì hy vọng là anh Hiển có thể cung cấp cái tài liệu này trong cái thời gian sớm nhất có thể để các doanh nghiệp chúng ta nghiên cứu và vận dụng. Và cảm ơn anh. Xin mời các ý kiến khác ạ. Còn các anh chị nào khác có ý kiến muốn chia sẻ không ạ? Xin
Nếu như các quý vị đại biểu không còn câu hỏi nào khác, ban tổ chức xin phép kết thúc phiên tư vấn tại đây. Sau buổi tư vấn này, nếu quý vị đại biểu và các quý doanh nghiệp có câu hỏi hoặc cần thông tin khác thì xin vui lòng liên hệ lại với Cục Xúc Tiến Thương mại. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ thông tin và những kinh nghiệm tới cho các doanh nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các quý doanh nghiệp Việt Nam đã dành thời gian để tham dự phiên tư vấn này. Xin kính chào toàn thể quý vị.